Sáng nay, quận Thanh Khê tổ chức chương trình siêu thị không đồng, tiếp sức đến trường dành cho trẻ em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn quận. Chương trình siêu thị không đồng được mở vào lúc 9 giờ tại Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Chính Gián. Siêu thị có đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập, nhu yếu phẩm và vật tư y tế cho các em lựa chọn. Địa phương đã rà soát những trường hợp trẻ em khó khăn chưa được nhận hỗ trợ hoặc gia đình đông con trên địa bàn ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, có 300 em được nhận những suất quà này, mỗi suất trị giá gần 400.000 đồng, tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Với cái mục đích là hỗ trợ và cùng với gia đình để tiếp sức thêm các em đến trường. Do là trong cái thời gian tổ chức thì chúng ta cũng vẫn đang đảm bảo trong cái việc phòng chống dịch bệnh, nên là và cũng tạo cái mô hình mới thì chúng tôi tổ chức cái siêu thị không đồng, thay vì là trước đây là chúng ta là mời các em đi nhận quà thì hiện nay là tổ chức cái siêu thị và đưa ra rất nhiều cái mặt hàng, nhiều cái loại mà các em ưa thích, và qua đó thì tự các em có thể tham gia cái từng gian hàng và lựa chọn những cái món mà mình cảm thấy thích và thiết thực đối với mình. Chương trình vẫn đảm bảo giãn cách xã hội cho người nhận. Các em học sinh và phụ huynh đều mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào nhận và trật tự ngồi trên ghế chờ đã xếp sẵn. Mỗi lượt vào nhận chỉ từ 2 đến 3 em. Các em được tự tay lựa chọn những món hàng, nên em nào cũng thấy rất hào hứng. Em cảm thấy rất vui và cảm ơn các cô chú đã tặng những món quà này cho em. Em hứa sẽ học tập thật tốt. Tôi hôm nay mà được dẫn con đến đây nhận được món quà này, tôi rất chi là vui và đã giúp đỡ cho gia đình tôi rất là chi là nhiều. Vì trong tình hình dịch bệnh này là ai cũng khó khăn, đã có những nhà hảo tâm là tài trợ cho con tôi những món quà và những nhu yếu phẩm này. Tôi rất là vui mừng và tôi xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho những hộ gia đình khó khăn như gia đình tôi. Ngoài ra, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em vận động Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Generali tài trợ 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, quận Thanh Khê sẽ tiếp tục vận động nhiều mạnh thường quân để tiếp tục tổ chức nhiều chương trình như thế này để hỗ trợ nhiều hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.